Chào mừng các bạn quay lại kênh Phương Nguyễn đây. Như đã hứa thì hôm nay mình chia sẻ các bạn cái cách cài đặt một cái phần mềm antivirus, anti-spam, skill mà tích hợp trên máy trạm, trên máy server cho trên 2019 các bạn, tức là 2019 nha. Thì hôm nay cái sản phẩm của Phương Nguyễn giới thiệu là Snod, xài miễn phí trial, này phải mua bản quyền nha các bạn. Nội dung đăng ký trial, download, cài đặt. Không, bài này chủ yếu là lab. Thì để đăng ký á, thì các bạn phải đầu tiên các bạn phải vô trang web của Snod này không, để Snod thì đây nè, các bạn có thể tìm tới chọn Mobisnick nè không. Đó, tôi chọn có rất là nhiều giải pháp, như các bạn biết Snod là gì, antivirus là đó. Thì đây mình xài xài thử đó, nó có quảng cáo thì mình cứ nghiên cứu. Enterprise này các bạn thấy không, nó có cái mail plus nè, chọn mail text đúng không, mail text plus này là một cái giải pháp này là anti dành cho cloud, thì mình sẽ cần là anti local thôi. Rồi đây mail secure, rồi đây mình thấy không, anti spam mà yêu cầu các kiểu đó không, này yêu cầu đây là Snod mail security for chain. Đó, tức là nó phải design dành cho Gen nha các bạn. Ở đây mình nó hỗ trợ 19, 16 nè. Đó, nó gọi là compatible mod console, có nghĩa là nó sẽ tích hợp cài trên cái con Gen chúng ta. Đó, giới thiệu không? Tính năng nữa không? Nó anti spam nè, anti malware nè, phishing nè, rule nè, hybrid, có nghĩa là hỗ trợ hybrid can mod quay. Rồi, chúng ta sẽ vào cái download. Thì đây mình sẽ download một cái trèo. Đó, mình chọn trai gói trèo. Mình cần nó trào đi. Thì đầu tiên á, các bạn phải làm đăng ký một cái tài khoản không? Ở đây mình có một cái tài khoản không? Vô đây thì nó đơn giản lắm. Các bạn đăng ký dùng cái email business nha. Ở đây Phương Nguyễn dùng cái email là Phương Nguyễn hay còn Phương Nguyễn blog nè. Đó, đăng ký một tài khoản. Trào thôi, mình cứ test mà. Khi mà nguyên tắc sử dụng các bạn cứ test thoải mái. Khi nào thành công ok, mình có đúng cái yêu cầu của mình, coi nó tính năng như thế nào. Review mà mình tính năng xong ok mình mới mua, nó thường nó cho mình nó không. Ở đây review, ở đây mình sẽ sử dụng là mail gì đó không. Rồi ở đây mình sẽ download, khi mà download đây nè các bạn, là download mail secure for gen thì nó là đầu tiên chúng ta sẽ hỗ trợ, ta click vào download. Thì ở đây download, Phương Nguyễn download rồi thì không cần phải download lại không, tiết kiệm thời gian. Đó, chúng ta download rồi. Và chúng ta bước hai là chúng ta sẽ copy cái sụt đó bỏ vô trong cái và để active sau đó thì là business gì đó không? Đó, license key. Đây. Rồi, thứ hai tạo một cái tài khoản nè. Ở đây là các bạn tạo một tài khoản đi. Không, đăng ký khai báo thông tin thì nó các bạn vào. Rồi nó sẽ copy vào trong cái server. Đây là sụp tôi đã cá tài xong. Đây. Đây là cái sụp Snod các bạn. Ok chưa? Rồi đăng nhập thì vô đây. Bạn vô đây. Ok chưa? Mình làm trái ảo thôi. Chủ yếu mình cài. Rồi chúng ta để cài nó sẽ nhấp phải vào cái install giống như phần mềm mình còn thôi. Không, và clip sau mình trải nghiệm thử cái con Snod này nó có gì hay không. Mình ra trang mình công. Đó, các bước đây. Mail, Snod, mail, skill, setup. Thì đây mình chọn tiếng Anh, ta có tiếng Việt không? Không có, thôi mình tiếng Anh đi ha. Tiếng Việt không xài lắm. Rồi mình chọn Next. Ở đây nó sẽ chấp nhận, tức là chúng ta đồng ý với bạn đó không? Cứ Next thôi. Không được kêu Snod ngọt biểu tượng của Snod là ghê nha, finish rồi. À, finish xong là nó sẽ tự động tạt cho chúng ta luôn. À, đây là console giao diện đúng không? Rồi, ok. Business account license. À, ở đây là sau khi cài xong rồi nó bắt mình active license nha các bạn. Rồi, ở đây mình cũng Nguyễn chưa có license thì mình tạm thời đóng này đi, rồi nó mình trải nghiệm nó, mình review sơ nó là cái gì, có cái gì cái gì. À ok, mình chọn enable đúng không, thì tắt, tức là mình bật cái coi nó có tính năng bật gì không. Rồi ok luôn không. Đó. À nó phát hiện hai cái nữa, link luôn vậy. Rồi rồi nó là giao diện, nó file đúng không, để kênh. À, nó có kênh box cho chúng ta nè, kênh box nè, store customer nè, kênh your computer nè.
Nói chung cũng tương đối, mà tính năng này là tính năng scan này là antivirus, còn camera box là chỉ dành là scan dành riêng camera box. Rồi cập nhật hiện tại version là 8.0. Ok, Active mình chưa có license thì sao? Đây, mailbox warden nè, không, warden nè. Có nghĩa là khi mà hệ thống bên ngoài gửi vô mà nó nghi ngờ spam thì nó sẽ list ở đây nha các bạn. Đó, thì cái cơ chế spam thì nó căn cứ giống như tất cả những cái thành phần sender, filtering và transformation rồi sender rebuson thì malware không, nó sẽ lấy nha. Đó, spam malware rune nè, publishing sender, anti-phishing á. Nó ping domain nó có luôn nè. Đó, ok. Nó ping domain là sender ID á. Đó, nó sẽ list ở đây. Đó, tức là có chức năng mình cần. Phần mail cũng khá là đơn giản. Setup thì các bạn đây setup phía server nè, antivirus nè, anti-spam bật nè, phishing nè, auto-loot. Auto-loot có nghĩa là mình có thể loại trừ những cái thư mục nào đó đúng không? Rồi, server. Rồi, computer đó là cái gì? À, real time, cài đặt real time IT. Nó cũng rất là hay. À, bật cái ransomware luôn nè, hỗ trợ ransomware là được nè, cái này được nè. Bật cái này để chống cái deploy application. Đó, bật cái này lên, tức là cái dạng mà IDS luôn. Có hỗ trợ network, có hỗ trợ gì không? À, có hỗ trợ IDS luôn nè các bạn. Với điều kiện ta phải kích hoạt license thì nó mới bật network attack tên để nó chống cái mấy cái phần mà detect ở phía network. Ồ, cũng khá, chống botnet luôn nè, chống lách click nè. À, khá hay. Đó, review tính năng thôi. Kiểm tra web và mail, web bảo vệ web luôn nè, lock những cái email where nội dung nè, rồi email client nội tắc nè, rồi phishing nè. Để bật cái này thì chúng ta phải kích hoạt bản quyền làm sao không? Mình review qua nó có tính năng gì mình coi mình biết gì thôi. À, quay lại network web mail công cụ có gì không? À, đang đang sóc không, đang sóc lóc, tức là mình tân niên những cái lỗi. Rồi tool, à, đang thanh là set. Đây là giám sát các cái luồng bảo vệ rồi lọc hại spam vector, nhưng mà có nhiều ứng dụng gồm bảo vệ sale rồi lock luôn nè, inspect, inspect lock, inspect warden nè, những cái nào mà cách ly nè. Ok, cũng khá đầy đủ. Expand cái có gì không? Expand là cái nhiều hơn, à là setup nhiều hơn, nó có anti virus, anti spyware nè, nó có scan cho chúng ta. À, expand nó có tương đối đầy đủ nè. Mail trên box protection là bật nè, mail rồi mất là margin nào để học những cái cơ chế không, đây nó rất rõ nè. Malware nè, nó có report chúng ta nè, retention report nè, spam killer, những cái ứng dụng mà gọi là dạng virus nè, những cái ứng dụng mà gọi là tiềm tàng những không an toàn. Rồi REST parameter là scan những cái thông số. Ok, sandbox database luôn. À, sandbox quan trọng hay nè, đưa ra những cái mẫu mình thử á. Rồi nó scan luôn email file đính kèm nè, email file là chi tự ấy không, rất là hay. Thôi tính là này nó cũng tương đối đầy đủ chơi nhé. Chúng ta có thể exclude tức là loại trừ, là antivirus thì spam là tính năng anti bình thường. Rồi cái spam này nè, cái mình cần là cần đi spam virus là không nhiều không mềm lòng, nó bán là bán cái đó. Đây nó có cái SPF và đi kim là tôi thích nhất cái này. Rồi khi mình mua license nó sẽ enable và bật cái này cho chúng ta. Nó exchange whitelist, tức là những cái thằng nào mà whitelist á thì nó sẽ đưa vào đây và nó cho gửi. Còn đây là filter and verification đó, đây này các bạn thấy không? Thì tại sao hôm bữa trước Phương Nguyễn chia sẻ là mình hay sử dụng cái third party, là tất cả nó đã sẵn cho chúng ta. Ví dụ này chúng ta cái approve IP nào đã edit nó đưa vào, rồi chúng ta lock IP nào luôn, lock domain được luôn nè, lock email nó tất cả mọi thứ thì no đó. Thì đây là cái tính năng HTTP kích hoạt, là lock domain, lock IP, lock nguyên cái dãy country luôn nè. Đó, lock thì lock thì chúng ta chỉ add vô, chúng ta add thôi, lock quốc gia nào. Rồi lock domain đúng không? Rồi tính ra này khá hay nha. Thì no là được nè. Lock domain, đây lock domain list nè. Đó, những cái email nào mà những cái domain nào ban hoài nó list vô đây. Hiểu không? Nó có sẵn hết. Thật ra cái này exchange nó vẫn có nha các bạn, và vẫn add được domain nè. Domain nào mà trên server á, add domain vô. Lock domain vô luôn. Rồi nó làm sẵn cho chúng ta. Rồi, cái này là content filtering.
sender đúng không? Connection, chính xác là connection tutoring. Rồi advanced setting thì có gì không? Rồi mắc số lượng gửi nhận là bao nhiêu nữa không? Rồi nó có những cái server RB cũng nghĩa là những server spam cho chúng ta luôn. Quá tốt. Anh nghĩa. Rồi pricing setting có bật cái tính năng này không? Rồi này cũng chống spam lắm. Đây cái tính năng này mình rất thích là detect auto DNS. Rồi ở đây là mình sẽ xác định cái DNS server để nó làm đi kim tự động reject, nếu mình bật cái này là nó sẽ check cái mail gửi tới nó có cái hình ABS hay không, mail from nè, không thì mail from tự động forwarding ABS pass nè, nó reject nó, mình sẽ check. Nếu một số hệ thống lớn các bạn bật cái này lên thì nó một số mail nó không nhận được á, tại vì nó hệ thống khách hàng chúng ta không có hình này coi chừng là đấy, mà hầu như là phải có. Nếu mà cả mà này có backscatter protection nè, tức là những cái ông này là những cái server nổi tiếng cập nhật cái thông tin về spam sender snooping nè, không sender snooping protection. Ôi tính ra này nó có rất là đầy đủ thông tin của spam này. Đây mình cần là bạn anti protection đó, nguyên cái dành này là dành cho HTTP gateway. Rồi phishing thì mình cũng nêu bọt đúng không, phishing là những cái website nào đó nó bị dạng là dạng phishing. Ru là mình có thể định nghĩa cái ru đúng không, định nghĩa ru cho bọt ru nè, mailbox protection đúng không, đó thì mình có thể reject các cảnh báo đúng không. Cái này là căn cứ theo cái mức độ mình định nghĩa của phản ứng lại, mình có thể là xóa hoặc là cách ly để mình kiểm tra. Rồi reject mình có thể đưa về cái mạng nào đó. Rồi report đúng không, virus spam rất là đầy đủ, ok chưa, mailbox đúng không, mailbox. Rồi scan từng cái này là dành cho server, cho nên computer từng cái đúng không, đó. Rất là chi tiết. Update mail. Rồi như vậy thì Phương Nguyễn đã cài hướng dẫn cho các bạn cách cài đúng không, cách đăng ký rất là đơn giản, quan trọng là review được cái mail Snort Mail Security này, nó cũng tương đối rất là đầy đủ các tính năng về anti malware, anti spam đây và protection, mail anti spam protection đó. Cái này nó nói chung như đây là cũng đủ đồ chơi rồi các bạn đó. Thì sau đó các bạn sẽ tiến tới là mình coi, mình có thể đây nó có cho mình trial, mình chạy thử tháng coi nó ok hay không, mình request nó, mình khai báo đây. À, cho chắc mail là tôi đây 5 đến 10 user đi ha. Rồi tôi điền thông tin vào thì nó sẽ gửi cho mình cái license để mình test trong vòng 30 ngày. Ok chưa? Đó là cái review cái sản phẩm là Mail Secure Snort cho các bạn coi. Nó cũng tương đối đó, đầy đủ ha. Ok. À, cái clip này hơi dài đúng không? Cài đặt. Ok. À, clip hôm nay chỉ review cách cài đặt các tính năng của Snort Mail Secure cho Agent. Không. Xin chào và hẹn gặp lại những clip sau. Nếu cảm thấy hữu ích mà nếu các bạn cần sắp triển khai có thể xem clip này của Phương Nguyễn, nếu cảm thấy có thể sử dụng được cho các bạn thì các bạn cứ sử dụng thôi. Rồi còn nếu mà cảm thấy hay thì cho Phương Nguyễn một like xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại những clip sau. Clip sau Phương Nguyễn sẽ giới thiệu các bạn cái cách đăng nhập user mà nó dùng hai bước đó. Thấy hay chia sẻ các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.